Câu này là buông xuôi nè. Mà họ mấy buông xuôi lắm. Giờ anh đau lắm rồi. Đau rồi. Được tư một con cá lớn hơn như lon ba tuổi rồi là tám bảy gì mấy tuổi rồi hai ba tuổi gì bé gì mặt cái trâu gì vậy trẻ nhỏ con không có lại nằm nữa có lại ngồi mặt khác nhau rồi. Tháng tư là tuổi tí đó. Chị đó tuổi thân lấy chồng tuổi chi là già vậy? Đa số trong cái hợp trong nó cũng đúng lắm nè. Các bạn không đúng một phần đúng cũng đúng quá. Chị mày khóc à? Tôi thấy mình như này là nhiễm gì vì thất tình chứ. Không có tình để thất. Đừng có kêu, đừng có kêu em gặp Huệ này nhá. Hiền. Huệ sao? Đừng có kêu em gặp Huệ này chứ. Huệ là mữ. Sao vậy? Là mữ nào? Tới nhà quá à. Cà phê cho nó có mùi gì là tạo cái gì chứ. Hình như hết. Ý là sữa. Em uống pha thì được chứ còn mà em uống nguyên đó là hình như là nó hay bị lắm vậy. Thấy giống mày bạc xỉu luôn á. Ý là nó pha máy nguyên luôn á. Chứ có khách không mày? Nè nhiều người uống cà phê lên sao đứng lại đêm được luôn. Ô cà phê hay lên nặng lắm mà Loan ơi. Sữa uống chóng mặt luôn. Mà lo là uống mấy lần rồi ba về rung tay mặt rồi. Ờ, coi lấy uống được cái đồ nặng nặng quá luôn á. Không bây giờ cà phê đen không cần. Từ từ làm tiệc cho nó sạch trời ơi.
làm kỹ còn la nữa. Anh nói có mấy câu mình nói được mình đâu có được mình. Chưa tờ sổ á. Đâu mà lo, nhiều nhà con gái một ít hơn trai đó. Con trai mà được 10 con gái được 5 thôi, kiểu đó. Ủa là quê ở gì? Quê mẹ phải không? Quê ba. Quê ba hả? Gái là đâu? Gái là đít ghẻ. Là đít ghẻ hả? Đón xíu nữa nè. Thấy nhờ con gái hơn trai vậy? Mà sao bây giờ gái hơn nhưng mà lại học cái kiểu hay như thế. Nhưng mà họ là họ tính theo đường về là con trai ở với họ kìa. Ở lại dạng như là hư khó rồi, có cháu đồ nó giỏi đồ á. Con gái là phải theo chồng. Thế rồi đó sao? Hồi đâu cũng đứa thấy em. Nhưng mà cái chỗ anh y, cô Hữu luôn á. Ấy là quê nào em? Cô Hữu hả? Cô Hữu. À, mình cũng đang nhớ cổ hữu là cái gì đây? Cổ hữu nhớ là cổ hữu. Cổ hữu. Ai kêu cổ hữu là đau quá. Em là không biết làm gì, nói chung mỗi lần ra là thôi. Ừ. Phụ rửa ché dọn dẹp rồi. Đó, cứ phụ. Cứ quê chị loại á. Không kêu là em á, chứ quen cái về mà nói như cái con là con không biết được chắc là con biết nhạo thôi. Thì đem bia ra đây rượu đi cũng tiếng. Hiện nói đó kìa. Cho mi ra khổ cái da phở luôn. Bác mi gì đâu với họ luôn. Mi mà đóng cháu ngoan. Mày đóng ba. Con hiền. Con ngoan trời giỏi. Ở nhà hiền lắm. Ừ. Vậy có đầu tiên là chú mối lại trong. Chú mối nhau. Ông nội bà nội á hả? Không, ông nội bác rồi, ý là cô gì chú cô, bác đồ đó. Cô với lại bác được không? Mà xong xôi mạnh. Tùy mà con cưới thì không báo. Mối lại trong. Con không lấy chồng luôn. Con lấy vợ thôi. Nói cậu là chết luôn á. Nói cậu đó là đuổi gốc gãy luôn hề này. Đuổi cầm ăn. Về quê mà ác thiệt á. Tôi mà thấy ai cổ hủ với cạnh là kiểu đây nha, cái nha. Đồ là tao nói thiệt á. Nhà nhà chồng ly bạn chị mới ghi hồi xưa mà không cưới nhau 8 tháng mà chưa có con kìa. Dạ. Ăn cơm mà ăn bông dưới đó. Thì thằng chồng hết còn phải ăn bông dưới luôn. Bây giờ về quê nội cũng đó mà gái ăn bông dưới hết nữa chị. Bông dưới là đang bán là ngồi dưới đất ăn hả? Ừ. Còn ông lên mà đi đỡ rồi chi ghế ăn hả? Là ăn cùng một lần á chứ hồi xưa là ăn sau vậy nè. Chi mà đang ghế bán? Ghế lắm chị. Thôi đại mới rồi chi chí bán. Nhắc gì quê. Nhưng mà ý là đàn ông mà được lên ngồi bàn ăn hả? Đúng, đúng. Còn mình là ngồi dưới đất ăn. Ngồi dưới đất. Mà phải ăn mà sao luôn. Mà ăn sao nha, bởi vì là ăn cùng lúc rồi đó. Đồ ghê đó. Chị ghê đó mày. Cái chỗ đó. Phân biệt lắm ta. Nhà nội em nói bà gì là đừng dây, đừng đề đó, đề đó. bò xuống. Cái đó mặt lại cái đèn Huế hả Hiền? Dạ. Ủa thì với hồi xưa có ở ngoài đó đi học không? Nó em ngoại chị Huế nè. Về mộng về mới. Ý là ngoại em cũng Huế, mà nội cũng Huế mà nhà ngoại em bình thường lắm.
nhà buôn bán nhà mà về mà đẻ không đẻ được con trai cũng mệt. Ghê đó mà. Là bị sọc à? Tất nhiên là mình tập còn đấy. Mình tập còn đó. Phú Quốc à? Phú Quốc có Intercom mà. Có Intercom mà ý là nhìn có hình nó giống á kìa. À chắc ở Intercom Phú Quốc á. Rồi thấy ông ghi gì GG Water gì Phú Quốc đó mà. Phải không? Như đó phải Intercom đâu. Nhưng mà hình như Phú Quốc cũng có mà. Có, hình như có. Yeah. Water. Không nhìn trong cái cửa phải thấy kiểu gì gì đúng không? Không. Anh chủ nước muối là anh mua kem giảm sưng rồi đó. Thầy ủa chị bán đi không? Tiêu khuẩn à? Tiêu khuẩn là tiêu khuẩn gì đó. Mà lo kìa. Em có cần tiêu khuẩn không đấy? Bán cho tiêu khuẩn. À quên. Thiệt á. Ừ mình đang xảo ghê đi ba. Tư vấn cho nữa không? Hay kìa. Vâng, thì có cho